Câu hỏi tiếp theo được gửi đến bác sĩ ạ. Bác sĩ Hậu cho em hỏi, bác sĩ Hậu cho cháu hỏi, 2 ngày nữa bố cháu vào đợt xạ trị đầu tiên. Cho cháu hỏi không bố, bố cháu cần phải bổ sung và chuẩn bị những gì cho người bệnh, và hiện nay thì gia đình rất là lo lắng ạ, mong bác sĩ tư vấn ạ. Thực sự ra là khi bị bệnh thì nhà ai cũng lo lắng, nhất là bệnh nhân, vì nó liên quan đến tính mạng của mình. Tốt nhất là gia đình nhà mình phải động viên cho bệnh nhân yên tâm, là các yên tâm điều trị và sẽ khỏi bệnh, bệnh sẽ tiến triển đỡ dần, và dưới sự coi như là hướng dẫn của các thầy thuốc, phải yên tâm tin tưởng vào các thầy thuốc. Và vào thứ hai là về chế độ ăn uống, là phải cho bố cháu là ăn theo cái yêu cầu của bố cháu, thì để cho nó phù hợp, để cho bố cháu được yên tâm vào điều trị. Dạ vâng ạ. Đó. King Fucoidan and Agaricus, sản phẩm hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho bệnh nhân ung thư với thành phần chính là Fucoidan, chiết xuất từ thảo nâu Mozuku Nhật Bản, kết hợp với nấm Agaricus chứa hàm lượng beta glucan cao nhất, mang lại hiệu quả cao khi sử dụng. Nguồn nguyên liệu tự nhiên, an toàn, không nhiễm phóng xạ và kim loại nặng. Thành phần được chiết xuất tinh khiết, không lẫn các tạp chất, không chứa iốt, mang lại nhiều công dụng cho sức khỏe người bệnh như hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, trung hòa các gốc tự do, chống lão hóa cho cơ thể, đặc biệt hỗ trợ làm giảm tác dụng phụ của hóa chất độc hại. Kinh Fucoidan có dạng viên nang nhỏ gọn, dễ uống, bên trong chứa dạng bột hoạt chất tinh khiết, giúp hấp thu nhanh chóng và dễ dàng, đặc biệt rất an toàn, không tác dụng phụ. Kinh Fucoidan được sản xuất tại nhà máy Nhật Bản, đạt chuẩn GMP, nhập khẩu nguyên hộp, có đầy đủ tem nhãn, giấy tờ, chứng nhận. Đối tượng sử dụng kinh Fucoidan bao gồm người trưởng thành muốn tăng cường sức đề kháng, người đang tiếp cận các hóa chất độc hại. Kinh Fucoidan and Agaricus được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam và phân phối độc quyền bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm Sisina. Gọi ngay cho chúng tôi 1-800-0069, tổng đài miễn cước để được tư vấn trực tiếp. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.